nay, mình giới thiệu cho các bạn trong Vietbuild có những gian hàng nào nữa nhé. Trước mặt mình là công ty khoáng sản miền Trung, chuyên các loại gạch ốp tường, gạch nền sân vườn, khu nghỉ dưỡng khách sạn, trung tâm thương mại làm từ các loại đá ba gian, đá sa thạch, đá ong sáng, đá hoa cương, đá phiến sờ lát, đá cẩm thạch, đá gờ granite vàng và trắng. Đây là khu vườn tiểu cảnh trang trí từ các loại đá như bạn thấy con heo bằng đá tổ ong. Bậc thềm đá hoa cương, trụ đèn trụ vòi nước bằng đá cẩm thạch rất sang trọng. Chắc bạn phải mê mẩn với khu đá ngũ hành sơn Trần Toàn, đá được điêu khắc thành tượng Phật Bồ Tát, tượng Đức Mẹ, hình cây đào cây lê rất đẹp mắt, một cái bàn thạch được chế tác rất tròn trịa, con thiềm thừ, những quả cầu tiên tri trong phim Harry Potter tự quay, cột trang trí đèn, cặp rồng. Ba ông Phúc Lộc Thỏ, ngựa tung vó, tháp chùa, bình trang trí tất cả đều làm từ đá cẩm thạch bóng lưỡng. Ôi ấy quả cầu này thật đã mắt, muốn mua ngay về một quả, giá bán từ 500k tới vài triệu, ngay cả cây đào cũng đã có người đặt trước. Ngay đây có cả một đài phun nước ánh sáng kết hợp với quả cầu trong suốt càng làm cho khung cảnh nổi bật. Một mô hình thuyền buồm được điêu khắc tỉ mỉ. Trên cánh buồm có cả một con bạch tuộc độc đáo, ngoài sạp có bán những viên đá phong thủy đầy màu sắc, có viên hình mặt Phật, vòng đeo quý phái, giá từ 400k tới 700k cho một vòng tùy theo màu sắc hợp với số mệnh. Mình tới gian hàng Vinh Hoa vì thấy những con sư tử bằng nhôm rất đẹp, dùng để gắn vào đầu tay vịn bậc cầu thang kích cỡ nhỏ to, bên đây là phụ kiện cho khung cửa thiết kế dùng cho biệt thự. Tất cả đều bằng nhôm nên rất sáng bóng mà lại nhẹ. Bên cạnh đó, công ty gia công làm bàn ghế nhôm chi tiết sắc nét. Bên kệ này là những con lân và dưới đây là những đài hoa sen cầu kỳ. Ngoài ra, công ty có cả ống thoát nước lắp đặt cho lavabo. Kích cỡ bạn có thể tới đây hỏi thăm nhà mình đang phù hợp với bộ nào nhé. Tìm một đồ vật sáng tạo để trang trí cho nhà thì bạn tới Thiên Tân Đề Co. Đây là mô hình cây cổ thụ đính trên hai vòng tròn đan sen. Một con hổ mã vàng canh chừng đống kho báu, thỏi khối hộp trưng bày bắt mắt. Trên bàn lễ tân là những thanh nhôm inox đầy đủ kích cỡ để khách xem qua mẫu nào ưng ý. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là mặt bàn họ điêu khắc những vết nứt sắc bén để cho thấy họa tiết khó nhất họ cũng đáp ứng được. Dự án Việt Nam là một công ty phần mềm kết nối xây dựng giữa nhà thầu và người sản xuất. Ví dụ mà bên chủ nhà, mình là chủ nhà mà mình muốn có nhu cầu về xây dựng á, mình sẽ lên trang của bên em để mình đăng tin. Thì bên đơn vị thiết kế thi công cái shop thì họ sẽ đăng hình ảnh, đăng thông tin lên. Đấy, và những cái... Tại đây nếu bạn check in tại quầy thì sẽ được một vòng quay may mắn. Mình đã quay một chai nước uống để có sức đi tiếp.
trưng bày những cửa gỗ cao to, nhưng đây là giả gỗ, vì chúng được làm bằng nhôm hoặc bằng thép chống rỉ mối mọt. Một doanh nghiệp quốc tế AB trưng bày ống nhựa nước. Van khóa, những chai bai lay dùng để dán cho ống nước, vậy chắc chắn nơi đây nhận sửa chữa, thiết kế đường ống nước cho bạn cần, lắp cả hệ thống nước thải cho xí nghiệp. Kế bên là công ty Du Hăng bày ra những ống tiếp keo dán silicon có khả năng dán men và chét keo, liên kết và bịt kín trong nhà bếp và phòng tắm, sử dụng cho kính, kim loại và thép, gốm sứ, gạch, đá, sàn và tường, lắp đặt gương. Chắc bạn cũng đã từng xem qua Kata Việt Nam. Thì bên em thì chính hãng là của phân phối của SKG, còn bên công ty là có hàng của công ty phân phối của Kata. SKG là của Hàn Quốc hả? Dạ, SKG là hàng của Trung Quốc. Thì hàng này là top 1 của thị trường Trung Quốc luôn. Là sản phẩm thì có 15 năm kinh nghiệm rồi. Ngoài ra thì các thiết kế thì hầu như là độc quyền trên thị trường. Đây là mạng mới của em là G7 Pro Foam. Ngoài ra thì máy này có thùng á. Thùng á, ví dụ như mình tập thế này này. Đấy. Thì cái này ví dụ mình lấy cái quỳ này đúng không? Đó. Thì mình có thể mình để cái này mình tập luôn. Thì cái này nó có trợ lực là nó kéo lực về cho mình. Còn cái này là để mình tính phút đấy. Ví dụ mà anh muốn tập 2 phút đúng không? Thì mình xem đây 2 phút này là mình đẩy trong vòng 2 phút. Ngoài ra thì còn có cái đầu này là để mình để điện thoại ở trên đấy. Thì ngay điện thoại ở trên thì mình coi. Hãng này chuyên máy massage. Anh nhân viên nhiệt tình hướng dẫn máy gập bụng. Ở đây có máy massage cổ vai gáy, máy bàn chải tự động 600K, gối công thái học, đai massage, con lăn tập bụng, cân sức khỏe. Một số gian hàng cũng đã kết thúc tập 7. Mời các bạn đón xem tập 8, máy phát điện công suất lớn. Xin chào các bạn.